Xin kính chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Hiện nay xu hướng anh em chơi phân tần chủ động ngày càng phát triển và không phải là ở Việt Nam mà trên thế giới rất nhiều người chuyển sang chơi phân tần chủ động. Cái trào lưu chơi phân tần chủ động ở Việt Nam cũng rất phát triển và có thể nói là một trong những cái người mà khởi xướng và làm cho cái phong trào này phát triển chính là KT Audio. Chúng tôi là đơn vị sản xuất phân tần chủ động thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam hiện nay và số lượng nhiều nhất. Đặc biệt là chúng tôi chế tạo phân tần chủ động dùng đèn điện tử, đem lại cái âm thanh analog rất ấm áp, rộng rãi, chi tiết và phong phú. Và khách hàng của chúng tôi không phải chỉ có ở Việt Nam mà còn có nhiều nước trên thế giới. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái phân tần chủ động 3 đường tiếng và hiện nay tôi đã đóng thùng mất rồi. Cái phân tần này là bán cho một khách hàng người Hàn Quốc. Đấy, đây các bạn có thể thấy cái dòng chữ tôi dán ở trên đấy, Korea đấy, tức là cái phân tần này đã đóng thùng rồi và một khách hàng Seoul Hàn Quốc sẽ sử dụng cái phân tần 3 đường tiếng này để mà sử dụng cho cái bộ dàn loa kèn của anh ấy. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn một chút để các bạn nắm được cái phân tần chủ động này. Đây là bộ phân tần đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là bộ phân tần làm cho một bác ở Hàn Quốc. Đây là bộ phân tần 3 đường tiếng. Đấy. Ta thấy kết cấu của nó rất gọn gàng. Và cái phân tần này thì nó có 5 đường vào. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có 5 đường vào. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 đường vào. Và cái selector này là loại của Nhật. Các cái tiếp điểm nó mạ vàng. Mạ vàng tiếp xúc rất tốt. Đấy, thế còn các phần còn lại thì cũng như các cái phân tần 3 đường tiếng khác, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái nút master volume, tức là cái volume tổng. Cái volume tổng này là để điều chỉnh âm thanh tổng hợp cho toàn bộ hệ thống. Đấy, thế còn bên cạnh nó là cái nút bass này, nút này là chỉnh riêng cho phần tiếng bass của phân tần. Cái này là tiếng mid, tiếng trung đấy. Cái này là tiếng tép. Đây là công tắc nguồn, tắt mở. Đấy, tắt mở. Nó có một cái vành đèn báo ở xung quanh để trong bóng tối thì chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng rất là rõ. Đấy. Thế thì sau khi chúng ta sẽ điều chỉnh ba cái nút này ở cái mức độ vừa nghe và tương thích với các cái âm ly mà ta có cũng như là độ nhạy của các cái loa mà ta có. Sau khi điều chỉnh ba cái này rồi thì có thể để cố định. Tất nhiên là cũng có thể điều chỉnh trong quá trình nghe nhưng mà không phải là liên tục. Thì chúng ta chỉ còn lại một nút này thôi. Đấy. Điều chỉnh một nút này để nghe to nhỏ cho toàn bộ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử nghiệm. Đây, tôi sẽ vặn tất cả các cái nút bass trung tép này về không nữa này. Đấy, rồi bây giờ tôi bật một cái bài để chúng ta cùng nghe và thử chỉnh từng nút một nhá. Đấy, đây. Bây giờ là không có tiếng gì cả. Mặc dù là bài hát đã hát rồi nhưng mà không có tiếng gì là bởi vì tôi chưa vặn cái gì lên. Bây giờ tôi vặn mình cái nút bass này lên này. Cái nút volume tổng này tôi đã để ở ở 10 giờ rồi, ở như số ở đây là số 4 rồi. Đấy, bây giờ ta vặn riêng tiếng bass này, các bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng bass thôi. Đấy. Chúng ta chỉ thấy tiếng bass thôi. Đấy. Đấy. Ta chỉ thấy phần lớn là tiếng bass với một tí trung trầm nữa. Đấy. Đấy, bây giờ tôi giảm bass đi, tôi chỉ vặn tiếng trung này. Bây giờ tôi chuyển sang cái nút là tiếng trung này, chúng ta sẽ thấy giọng hát này. Đấy, cái nút tiếng trung này là chúng ta chỉ thấy tiếng hát thì gõ lốc cốc với tiếng hát thôi. Đấy, vặn bé hết đi thì bây giờ tao chỉ nghe tiếng tép nhá. Bây giờ tao vặn sang nút tiếng tép này, chỉ nghe tiếng tép này. Đấy. Đấy, bây giờ toàn tiếng tép thôi nhá, không có tiếng trung, không có tiếng bass. Đấy, bây giờ tôi sẽ pha. Bây giờ tôi lại vặn về không, vặn vặn bây giờ để tiếng tép đây và tôi vặn các nút kia lên. Đây pha tiếng trung rồi này. Pha tiếng bass rồi này. Bằng những dòng
đấy. Ôi những dòng sông ngăn chục đau thương, đủ các thứ tiếng rồi đấy. Và tất nhiên là chơi như thế này thì nó rất hay, nhưng mà nó tốn âm ly. Ví dụ hiện nay là tôi phải dùng như sau này. Phần tiếng bát là tôi dùng bộ mono block đây. Đây. Bộ mono block đây. Đấy, bộ rớt mono block gồm hai cục. Đây. Đấy, hai cục đây. Thế còn phần tiếng trung là dùng cái con 211 này. Đây, con 211 này để đánh tiếng trung. Đấy, thế còn tiếng tép là đánh riêng một con nữa. Là con VT25, đây là con vỏ gỗ đây, con âm ly vỏ gỗ VT25 đây, là tiếng thép. Đấy.